Bây giờ xin mời bà con mình nghe bài viết của Ngô Văn Thu, Xuân về bà khách không mời. Trong không khí xuân về rộn rã khắp nơi, khiến người xa quê như tôi luôn nao nức, mong được sớm đoàn tụ với gia đình trong 3 ngày Tết, dù là cái Tết nghèo nàn sau biến cố 30 tháng 4 1975. Tôi phải ra đi, dù án quản chế tại địa phương 2 năm vừa được xả 3 ngày. Thế nhưng, sự trở về của tôi năm đó lại in đậm vết hằn khó quên, mà mãi cho đến sau này, mỗi lần Tết đến đều gợi lại cho tôi nỗi buồn trơi trức khôn nguôi. Ngày ấy, sau 9 năm bị Việt Cộng cầm giữ tù binh ở mặt trận Phan Rang trở về, và sau 2 năm hết hạn quản chế tại địa phương, tôi liền về quê tận miền Trung để thăm gia đình. Khi vừa đặt túi xách xuống nền nhà, mẹ tôi vui mừng rớm lệ, chưa tỏ bày hết cảm xúc thương yêu gặp lại con sau thời gian dài xa cách, thì công an khu vực xuất hiện với vẻ mặt nghiêm trọng y hỏi: "Anh vừa ra trại phải không?" "Ừ, phải," tôi đáp. "Anh có giấy ra trại không?" Công an hỏi. "Ừ, có, đưa tôi xem." Tôi móc trong túi áo ra, đưa cho y tờ giấy ra trại. Xem xong, y hỏi tiếp. "Có giấy đi đường và giấy tạm trú tạm vắng không?" "Có," tôi đáp. Tôi đưa tiếp cho y tất cả 2 loại giấy trên. Xem xong, y lạnh lùng bảo. "Diện của anh không được ở đây." Tôi bàng hoàng, sửng sốt tự hỏi. Tại sao lại có chuyện từ chối không cho tôi quyền cư ngụ trên chính quê hương của mình, trong khi tôi đã tù cải tạo xong, đang lần hồi hội nhập vào cuộc sống mới? "Đây là quê hương của tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này. Cha mẹ tôi cũng đang ở đây, tại sao tôi không được ở trên quê hương của mình?" Tôi hỏi công an khu vực. "Anh theo tôi về đồn làm việc." Công an ra lệnh. Mẹ tôi ngỏ lời năn nỉ xin cho tôi ở lại vài ngày rồi đi, nhưng tên công an vẫn im lặng giải tôi về đồn. Mẹ tôi lo sợ, đi theo thăm chừng tình cảnh ngặt nghèo, không biết việc gì có thể xảy ra với tôi. Kết quả tôi vẫn bị trục xuất ra khỏi địa phương mà không có lý do nào được giải thích. Mẹ tôi đưa tôi rời khỏi đồn công an với 2 hàng lệ. Không còn nỗi chua xót, uất hận và căm thù nào dâng cao trong lòng tôi với chế độ cộng sản như lúc này. 30 tháng 4, ngày quốc hận, tháng tư đen, đúng nghĩa là đây. Tôi ở chui nhà chị ruột và cháu ruột phường khác, mỗi nơi vài ngày rồi theo tàu lửa thống nhất của thời bao cấp, được xem là sọt rác lưu động vì quá dơ bẩn, xuôi nam, từ giã nơi chôn nhau cắt rốn, làng quê với bao người thân cha mẹ anh em, cùng với một trời kỷ niệm êm đẹp của thời thơ ấu ra đi, trong tâm trạng bầm gan tím ruột. Sau đó tôi tìm đường vượt biển, đến Mã Lai, bị kẹt lại đây 4 năm, vì đi sau ngày 14 tháng 3 1989, các đảo trong vùng Đông Nam Á đã đóng cửa, đường đến phía trước đã bị bít lối. Tôi chua xót cho thân phận mình, người dân bị mất nước, sống trên quê hương mà bị xử như người xa lạ, bị kẻ có quyền kỳ thị, ruồng đuổi, không còn tình người. Ra đi thì bị cầm giữ, phải sống những ngày dài lênh đênh trên đảo, khác nào kẻ tội phạm bị lưu đày biệt xứ. Thọ án 4 năm ở đảo, bị chà xát qua chiến dịch Thanh Lọc xong, tôi mới đến được cổng thiên đường Mỹ. Cái giá phải trả cho tự do thật muôn vàn đắng cay. Thời gian ở Mỹ, tin tức từ Việt Nam báo qua cho biết, cạnh nhà tôi có tên cung là Thượng úy quân đội Cộng sản. Thời còn nhỏ, 1945, theo cha vào chiến khu. Năm 1954, tập kết ra Bắc. Sau 1975, 2 cha con hồi kết về Nam. Cung đóng quân ở căn cứ của tôi đóng quân ngày trước. Mấy năm sau, đã phục viên, giải ngũ, nhưng vẫn là cán bộ khung hưu trí, làm tổ trưởng dân phố, chuyên theo dõi dòm ngó các gia đình viên chức cũ. Mà gia đình tôi, 3 anh em đều là quân nhân cảnh sát, nên mục tiêu trong tầm nhắm của y. Y tự xếp cấp độ cho gia đình tôi là có nợ máu, nên thù ghét đi báo công an. Thảo nào công an khu vực tìm đến nhanh chóng để hãm hại tôi.
Mười năm tình cũ không rủ cũng gặp. Sau 10 năm định cư và ổn định cuộc sống ở Mỹ, tôi về thăm lại gia đình, không như ngày trước, khi còn ở Việt Nam bị xua đuổi, bị giày xéo. Xe taxi chở tôi vừa ngừng trước cổng nhà thì, quái quăm thay, người đón tôi đầu tiên không phải là cha mẹ, không phải anh chị em tôi, mà là vợ chồng tên Cung đon đả, chạy bổ ra trước ríu rít xách đồ đạc cho tôi đưa vào nhà. Miệng nói huyên thuyên như đón người thân của y từ xa về vậy. Ở Mỹ, trước khi về, tôi đã có kế hoạch đề phòng mọi bất trắc có thể xảy ra, kể cả việc đối phó với tên Cung này. Vì vậy, khi thấy y lăng xăng, tôi cứ giả lờ để xem y giở trò gì. Thế rồi, tiệc tùng họp mặt do gia đình tôi tổ chức, vợ chồng y cũng giả lạ tới ăn nhậu, du hành xa bằng xe bao thuê. Vợ chồng y cũng không thiếu mặt, thăm thú các khu di tích và thăm mồ mả ông bà của tôi, vợ chồng y vẫn theo đầy đủ, dù khách không mời. Qua sự kiện trên, tôi đọc được ý đồ của y là dùng chiến thuật bám thắt lưng địch đánh địch, có nghĩa là dùng phương tiện của tôi vừa được đi đó đây ăn chơi, mà còn theo dõi mọi sinh hoạt trong di chuyển của tôi nữa, nhất cử lưỡng tiện. Tuần lễ đầu trôi qua, theo thủ tục chào sân với bà con chòm xóm và dĩ nhiên không thiếu vợ chồng y. Tuần thứ hai bắt đầu, sáng sớm tinh mơ tôi đã thấy y đứng lấp ló đầu ngõ, như cố ý trông chờ gặp tôi, nhưng tôi phải đợi trời sáng hẳn. Vài nhà thức dậy cho an toàn mới mở cửa, y bước vào chào hỏi xã giao xong là vào đề. Tôi à, có việc muốn gặp anh, kẻo sợ anh đi chơi sớm. Có việc gì mà gấp vậy? Tôi hỏi, việc công, việc tư hay việc tôi về đây? Tôi hỏi tiếp, không có gì, việc ngày trước trong căn cứ quân sự CNL ấy mà. Y bảo, căn cứ quân sự là của quân đội cũ khi rút đi quân đội các anh đến chiếm đóng. Bây giờ đã quá lâu còn gì liên quan đến tôi nữa đâu. Tôi bảo, không phải, chỉ liên hệ đến số tài sản quý giá mà anh đã bỏ lại mà thôi. Y nói, làm sao anh biết tôi có số tài sản còn kẹt trong căn cứ mà hỏi? Tôi gằn giọng. Tôi có nghe anh tâm sự với người nhà trên chuyến xe. Nghe lén chuyện người khác là điều xấu hổ, nhưng y vẫn làm vì theo quán tính và theo nghiệp vụ nữa. Ôi, chuyện đó tôi khơ xem như không còn nữa, thuộc về quá khứ rồi, bỏ đi. Tôi không còn nghĩ đến nó, về đây chỉ thăm gia đình, nghỉ ngơi vui chơi mà thôi. Tôi bảo với y. Tôi biết anh qua Mỹ làm ăn thuận lợi nên không xem số vàng trên là quý, nhưng ở Việt Nam mình đó là một tài sản lớn làm sao có được. Dạ, y trắng trợn đề nghị tôi tạo điều kiện cho y đi tìm báu vật đó. Tạo điều kiện cho anh là tạo làm sao? Tôi hỏi lại. Xin anh vẽ địa điểm nơi cất giấu ngày trước để tôi vào tìm kiếm. Y nói. Tôi không muốn dính vào chuyện này nữa, vì lẽ tôi chỉ cho anh vào trộm đồ của căn cứ. Mà căn cứ bây giờ theo các anh gọi nó là tài sản của xã hội chủ nghĩa rồi. Tôi bảo, tài sản của anh kia mà, anh đã bỏ thì đừng để lọt vào tay kẻ khác. Xin anh giúp tôi, tìm được tôi sẽ tính sòng phẳng với anh. Tôi biết y gợi lòng tham của tôi để tôi siêu lòng. Anh biết số tài sản đó như thế nào mà đòi chia cho tôi, nếu chẳng may không đủ công cho anh tiền sao? Tôi hỏi lại, nghe theo anh kể thì thùng đạn đại liên trong đó đựng 360 cây vàng kia mà. Nếu quả đúng thế tôi chỉ xin 1/3 là quý lắm rồi, còn lại là tài sản của anh. Y nói, thật tình đây chỉ là màn kịch tôi cố ý dựng lên để lừa y mà thôi. Tôi biết vợ chồng y luôn bám theo tôi để nghe ngóng, khi thì ngồi hàng ghế trước tôi, khi thì ngồi hàng ghế sau lưng, lúc nào cũng vào vịt như ngủ. Nhưng thật tình y đâu có ngủ nghe gì, trong đầu y là một máy ghi âm bén nhạy và tinh vi. Biết thế, nên tôi cố tình nói lớn cho y, mặc sức ghi. Để đưa y vào bẫy, tôi hỏi, kế hoạch vào địa điểm tiệm vàng của anh làm sao, trong khi anh đã phục viên, không còn làm việc ở căn cứ đó nữa. Giản đơn thôi, tôi vào được, vì là lính cũ quen mặt không ai chú ý. Trong khi đào tìm, nếu bất ngờ có ai phát hiện hỏi thì anh trả lời làm sao? Tôi hỏi tiếp, tìm mộ người thân tử nạn ngày trước. Y trả lời, thấy y như sắp sẵn kế hoạch trong đầu có lớp lang và tự tin. Tôi hỏi y, anh nói cũng có lý, nhưng có trường hợp ngoại lệ thì sao? Tôi không hiểu ý câu này của anh. Y hỏi lại,
Ngoại lệ là khi đào có vàng rồi, bỗng có người thấy, anh xử lý làm sao? Tôi hỏi vặn thêm. Tôi thương lượng chia với họ. Họ không chịu vì cho đó là tài sản xã hội chủ nghĩa như tôi đã đề cập trên. Y lúng túng gãi đầu để tìm câu trả lời. Bắn! Tôi giật mình trước ý tưởng mang rợ sát nhân đó. Chúng ta chấm dứt nói chuyện ở đây vì có máu dính vào. Tôi nói với Y. Thấy phản ứng không thuận lợi của tôi, Y xòe xòa. Hè, đùa dữ anh thấy tôi chứ ai nỡ làm vậy, tù một gông. Y quả là tay tráo trở chuyên nghiệp, theo bài bản đã học được từ chế độ mà Y đã phục vụ, đáng gờm. Hai ngày sau, Y trở lại chủ động thuyết phục tôi vẽ sơ đồ địa điểm chung thùng đạn đựng 360 lượng vàng như tôi đã nói. Mấy hôm nay tôi vào căn cứ để thám sát địa thế, rất thuận lợi, cần bắt tay vào ngay, Tết nhất đến nơi rồi, chờ à, đợi nóng ruột quá, Y bảo. Thấy tham vọng của Y bộc lộ, nóng bỏng cứ đeo bám tôi hoài, khiến tôi bực bội, nhưng đã trót mở trận đồ rửa hận 10 năm trước, nên tôi phải ra tay, lần này không chút khoan nhượng để Y biết thế nào là lễ độ. Tết sắp đến, để thì giờ lo Tết đã, chừng nào sắp về lại Mỹ tôi sẽ giúp anh. Tôi vừa tìm cách trì hoãn. Làm sao ăn Tết vui vẻ được trong khi công tác chưa hoàn thành? Cái Tết của tôi năm nay trọng tâm không phải ở nhà, mà ở trong căn cứ nơi đang có đóng quà giá trị đó. Y thuyết phục tôi. Tôi tiếp tục câu giờ cho Y lên ruột và nói, để tôi suy nghĩ kỹ trước khi làm việc bất đắc dĩ này. Tôi thấy khuôn mặt Y chảy dài xuống má đầy thất vọng, nhưng Y vẫn đeo bám nói. Trong khi anh vui chơi Tết thì phần tôi vẫn làm việc. Tết xong à, anh có quà Tết còn gì vui hơn sao không tạo điều kiện cho tôi làm cho kịp thời vụ. Tôi nghĩ, đến nước này thì chính mày muốn đưa chân vào trồng chứ không phải tại tớ đâu nhé. Gặt hái trái thời vụ, việc mùa đông làm sao có thành quả được. Tôi bảo với Y, tôi biết có gì để mà gặt với hái ngoài cái bánh vẽ to tướng chôn trong đó mà thôi. Lập ngay đi anh, kẻo có người phỏng tay trên thì hỏng mất. Y nói như văn sinh. Thôi được, vì 10 năm trước anh có công với công an ngoài phường, nên bây giờ tôi giúp anh. Tôi nói xéo với Y, chắc rằng vì quá bấn loạn với tham vọng chiếm đoạt số tài sản kết xù đang diễn ra trước mắt, nên Y không còn nhận ra ngày trước đã làm gì nữa. Khuôn mặt Y bỗng tươi tỉnh trở lại, trông thật ngây ngô tội nghiệp. Y còn xum xoe hỏi tôi. Anh về đây cần giúp gì được tôi sẽ giúp cho anh. Tôi cần anh giúp thành công việc làm trên cho an toàn và có kết quả là tốt rồi. Tôi nói. Thế là Y ngồi chờ tôi trao cho Y bản đồ đi tìm bảo vật. Dĩ nhiên tôi vẽ trong trí tưởng thật chính xác nơi tôi làm việc ngày trước. Vì Y cũng biết rõ địa thế trong đó khi chiếm đóng căn cứ này. Để biết chắc Y đi chưa. Hôm sau tôi cho người qua nhà vợ gọi mời. Y đi nhậu nhưng vợ Y trả lời. Hai cha con về quê tảo mộ ông bà rồi. Ngồi nhà, tôi hình dung hai cha con Y đang hì hục đào bới khắp vùng đất ma, nơi tôi chôn giấu 360 lượng vàng, mà lòng thấy hả hay thú vị. Một sự trả thù nhưng không vấy máu của kẻ thù. Một buổi chiều trong tuần thứ ba, tôi đang lai rai với người thân trong gia đình, thì Y từ ngoài bước vào, áo quần xốc xếch, dáng vẻ mệt mỏi, xả xuống nền nhà ngồi thở dài. Gặt hái đúng thời vụ có khả quan không? Tôi hỏi. Tận lực thậm chí còn đào bung ra xa 2 mét nữa mà cũng không thấy dấu hiệu gì, tích cực cả. Y thều thào trả lời. Tôi làm bộ ngạc nhiên. Quái lạ, sao lại vô lý thế? Người ta bảo vàng trong lâu ngày dưới đất sẽ bị sức hút của đất nên di chuyển quanh đâu đó thôi. Anh đã tận lực rồi mà không được sao? Hay là bây giờ để chắc ăn hơn, anh thử mượn hoặc mướn máy dò mìn của lực lượng công binh. Bao giờ thì ắt phải ra. Thế là Y lại theo diệu kế mới của tôi thuê máy dò mìn để đi thu hoạch vàng lần nữa. Thế mà vàng vẫn việc vô âm tín, không chút tâm hơi phấn khởi nào cả. Gặp lại Y lần này, Y lắc đầu ngao ngán nói rằng vàng đâu không thấy, chỉ thấy trước mắt tốn tiền xe lui tới, cơm nước bới sách, công sức của hai cha con và nặng nhất là tiền thuê máy dò mìn. Hết sạch tiền tiêu Tết. Này đã 30 Tết rồi mà trong nhà không có chút quà bánh gì để đón giao thừa, đón Tết cả. Nghe Y nhắc đến Tết và giao thừa, trong lòng tôi bỗng bùng lên sự căm hận với Y. Chính Y đã báo cáo công an khu vực và toàn bọn đến trục xuất tôi ra khỏi địa phương năm nào. Khi ấy mọi nhà đang xum xoe đưa ông táo về trời theo tục lệ. Bóng dáng mùa xuân đang lấp ló bên thềm.
Thế mà y đã cướp mất của tôi những ngày xuân đoàn tụ mong manh, nghèo khổ bên gia đình khi mới ra tù về lại quê hương. Chính lần trở về đó, tôi muốn tìm chút hơi ấm bên gia đình sau những cái Tết tê tái vắng bóng mùa xuân, đầy ấp hận trong tù. Thế mà ác nghiệt thay, y đã nhẫn tâm đành đoạn, gây cảnh chia lìa, ly tán gia đình tôi, không cho tôi đón nhận hơi ấm của mùa xuân đang tỏa ra từ người mẹ khi gặp lại con. Y đã đành đoạn, không chút thương tiếc, đã cam tâm cắt đứt tình mẹ con của tôi, gây buồn phiền cho mẹ tôi phải ngã bệnh sau lần chứng kiến cảnh đứa con về thăm mẹ mà phải sống chui rút không chốn nương thân. Y quả là con người có trái tim máu lạnh. Nay y nhắc lại chuyện không quà bánh cúng giao thừa, tình ý sẽ thấy y muốn xin tiền tôi để bù đắp lại khoản tốn phí trên. Nhưng nào đâu có tiền dễ dãi đem đi bù đắp cho lòng tham của y được. Việc y đào xới tìm vàng là do lòng tham mà ra. Âu đó cũng là cái giá mà y phải trả mà thôi. Tôi đã ngầm tính với y. Bao lần đi ăn chùa, bao lần đi xe chùa tới lui đó đây vui thú hả hay tôi phải gánh chịu. Vì y là khách không mời mà vẫn có mặt trong mọi cuộc vui. Tôi đâu có than vãn với y. Đời mà thăm thì thăm là lẽ thường. Buồn tiếc làm chi phải không đồng chí. Cuộc chiến phục hận của tôi đến đây xem như đã đạt được thắng lợi. Tôi trở về Mỹ, quên y như quên đôi dép rách sau hè. Trong chuyến bay dài 18 tiếng đồng hồ xuyên lục địa về lại Mỹ, bồng bềnh trên bao tầng mây, trong không gian êm dịu của máy bay, nhờ vậy lòng tôi cảm thấy thư thái nhẹ nhàng, trũ bỏ được phần phiền lụy đã qua. Sau đó, tôi động lòng suy nghĩ lại, để khỏi bị mang tiếng là kẻ ác tâm vì đã làm cho y tiêu tốn tiền bạc đánh mất mùa xuân. Mấy ngày sau tôi gọi về người nhà, đem qua cho y 100 đô, gọi là chút quà Tết của một Việt Kiều đã bị y làm khổ đau trên chính quê hương mình 10 năm về trước. Tôi không muốn mình nhẫn tâm lặp lại cảnh cũ với người đã từng hại mình. Hành động của tôi như trên, chỉ để xoa dịu phần nào nỗi uẩn ức mà người khách không mời đã gây khổ đau cho tôi 10 năm trước mà thôi. Chứ không đành đoạn cắt đứt mùa xuân của gia đình y. Dù sao tôi cũng còn trái tim màu hồng, khác với trái tim máu lạnh của người cộng sản như y. Tác giả Ngô Văn Thu. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.